Mom,
Bây giờ hạ cái lá cờ xuống cho lá cờ đi ngủ. Sắp đến giờ cử hành lễ hạ cờ. Đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng. Thank you.
lên kia đi. Thank you.
Thank you.